sáng 12 tháng 1 năm 2022, Quỹ ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận tài trợ từ Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai và các tổ chức ủng hộ thực hiện an sinh xã hội. Dự lễ có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Khê, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Yến Nhi, Chủ tịch Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, Nguyễn Minh Cảnh cùng đại diện đơn vị tài trợ, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận trên 31 tỷ đồng từ các cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo trong ngoài tỉnh ủng hộ công tác an sinh xã hội, trong đó có trên 8 tỷ đồng hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp nhận 1 tỷ đồng từ quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai Hỗ trợ phụ nữ khó khăn, phát triển kinh tế và phòng tránh thiên tai. Dịp này, Quỹ cộng đồng phòng chống thiên tai, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, An Giang ký kết tài trợ xây dựng hệ thống nước sạch phòng chống hạn mặn tại tỉnh, tổng kinh phí 18 tỷ đồng, trong đó mỗi công trình 3 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cảm ơn sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân đã ủng hộ, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh, có điều kiện dư lên trong cuộc sống và đón Tết cổ truyền dân tộc thêm đầm ấm, đồng thời thực hiện các công trình phòng chống thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu để người dân nông thôn tiếp cận nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt, ứng phó hạn hán xâm nhập mặn mùa khô 2021-2022. Cùng ngày, Quỹ Cộng đồng Phòng chống thiên tai, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn các tỉnh đã khảo sát nhà máy nước phú đức châu thành để chuẩn bị triển khai hỗ trợ xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch phòng chống hạn mặn tại tỉnh